Về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thìn trong năm Giáp Thìn 2024, theo tử vi học có nói trong năm 2024 thì người tuổi Thìn có thể mong đợi một năm có cả thách thức và cơ hội. Những triển vọng nghề nghiệp có thể mang đến những cơ hội kinh doanh và tiến bộ mới, nhưng điều quan trọng là phải giữ vững lập trường và tránh những chuyện quá cả tin. Các mối quan hệ có thể gặp phải có một số sóng gió, nó đòi hỏi phải sự kiên nhẫn, sự thỏa hiệp. Bằng cách là tận dụng sự linh hoạt và khả năng thích ứng, với người tuổi Thìn có thể sẽ vượt qua những thăng trầm trong năm bằng những khả năng phục hồi, với việc duy trì cách tiếp cận cân bằng và tập trung vào sự phát triển cá nhân. Họ có thể vượt qua những trở ngại và đạt được những thành công trong năm Giáp Thìn này. Với những tháng tốt cho người tuổi Thìn, đó là tháng 5, tháng 6, tháng 8. Đây là các tháng tương đối tốt đối với người tuổi Thìn trong năm 2024. Còn những tháng xấu là tháng 2, tháng 4, tháng 9, tháng 11, tháng 12 âm lịch. Đặc biệt phải cẩn trọng với các tháng xấu này.